Mấy món của mình nấu mấy món chị? 5 món. 5 món hả? Yeah. Còn đang nấu bên đó hả? Không, 5 đi lên. À đây nấu xong hết rồi. Nấu xong rồi chờ. Hấp dẫn các bạn. Bắt đầu các thôn này ra. Xuân Phước và Tân Hòa. Các còn là bảy đồng tiền lại, còn lại chưa có là bạc trưng. Alo. Và bây giờ xin mời các bạn đồng viên chúng ta tiến hành thi đấu môn tải gậy và môn chạy cà kheo. Môn tải gậy được tiến hành. Môn tải gậy được tiến hành thi đấu tại sân nhà ông Toàn ở phía bên trái của nhà văn hóa. Xin mời các bạn đồng viên ở môn tải gậy chúng ta tiến về phía nhà ông Toàn phía bên trái nhà văn hóa. Môn cà kheo sẽ tiến hành thi đấu trên đường bê tông. Đây là mình nấu món gì ta? À, cơm chảo đỏ. Hấp dẫn quá ha. Còn đây là nguyên liệu gì ta? À, củ mì, giá, đổ phấn. Củ mì. À. Các đoàn sẽ trưng bày những cái phần món ăn của mình lên sân khấu để giám khảo sẽ chấm điểm. Rồi em xác lại cái điểm đó. Điểm đó sẽ đồng lên nha. Rồi. Bọn bông cà kheo sẽ đến làm thi đấu bạn dân nữ trước, bạn dân nam sau. Đây là những món có đặc trưng của những đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh núi Đồng Xuân cũng như là các xã gần với Đồng Xuân, giáp biên với Đồng Xuân, tỉnh Bình Định nhé. Sẽ chạy một lần bấm giờ, bấm thành tích và xếp hạng. Hiện bây giờ là không khí là hồi mỗi lượt chúng ta đóng đôi còn 3 chuyên tâm chạy rất là sôi động, có rất là nhiều môn thể thao truyền thống của các đồng bào thi đấu ở ngoài đường. Nguyên của các đơn vị Canh Hòa, Canh Hiền, Phú Mỡ, Canh Liên, Thiên Thoại, Hà Nai, Đại Lộc. Ở nội dung cà kheo nam xin mời các đơn vị Xuân Văn Một, Canh Hòa, Canh Hiền, Xuân Phước, Phú Mỡ, Canh Liên, Thiên Thoại, Xuân Văn Hai, Hà Nai, Đại Lộc. Hôm nay ban tổ chức chưa nhận phần trình bày của trẻ Xuân Quang Hai. Xin mời sẽ lên Xuân Quang Hai tại Thượng Lương và sẽ xây viên hiện tại chúng ta chưa có trình bày công an giới thiệu văn hóa ẩm thực để biến chúng còn tại Thượng Lương. Chúng mình sẽ xây viên và sẽ Xuân Quang Hai và tiến hành Thượng Lương để chúng ta ra chú và hai người nữa vì các đội của chúng ta kiểm tra nhanh. Những món ăn rất là bình dân thường ngày nhưng mà được các bà con đồng bào ở đây chế biến đến với cuộc thi lộ hội năm nay trông rất là đẹp mắt. Chúng tôi chắc là những cái điểm nào
mà không tham gia phần thi giới thiệu ẩm thực. Thì ngày hôm nay giờ ngồi sân khấu để chúng tôi lấy xe làm sao rồi, lấy thì cũng phải chia ra cho lấy léo quá. Bỏ cái liêm đi đi. Đấy, đã sắp xong đây là được rồi. Đã sắp xong 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 rồi. Đã sắp xong. Ở xã Đà Lộc thì không thể thiếu được tôm lúa rẫy, canh chua cá đồng với khoai đậu đỉnh và lá thu đủ, bông hoa thu đủ xào với lá sáng. Lá sáng là lá sáng thì nhặt về gọt cũng được, nhưng quan trọng là mình phải làm luộc nước rồi vớt ra cho lá lá rồi mình mới xào chôn được để cái khẩu vị của món ăn mình nó đậm đà hơn. Còn cái canh chua mình đây là canh chua cá đầu, đây là nó kết hợp được ba món, tất nhiên là dừa cá tắm mình, dừa khoai đậu đỉnh, lại dừa lá giang. Những cái khoai đây, khoai đậu đỉnh với lá giang thì mình hái ở ngoài vườn hoặc là ở ngoài nước rẫy. Còn cá tắm thì những bà con lên hương rẫy làm mệt nhọc đấy, thì ra thuê suối rồi bắt để nấu canh chua. Còn cái cơ lúa rẫy đây là món ăn không thể thiếu, bởi không thiếu cái tay của bà con nông dân thì chưa trồng trên nương trên rẫy, nó không còn có phân bón hay thuốc sâu trừ bệnh, nó không còn hóa chất nào, nó hoàn toàn là nhờ cái sự dinh dưỡng của tự nhiên. Chính vì vậy mà sau khi thu hoạch về á, có thể ta giả hoặc là ta đem đi máy để mình nấu ăn. Và có thể ta muốn ăn ngon thêm hơn cho dưới con lúa đại đây thì có nấm cà với rau rừng và muối é. Còn về cái lá sắn thì món ăn này không còn cầm kỳ gì cả, nó đơn giản cũng không có kiếm gì tiền bạc gì đâu. Thì cái đây món đây là nó bắt đầu là mình luộc cái lá không đủ chứ con lên lá sáng nhạt sáng còn thì được, thì luộc để vớt để lá đấy là mình mới xào chung với nhau để ăn ngon và cả thêm muối muối ế. Dạ, ở đây thì nội dung của món ăn truyền thống của dân tộc trong Ba Na của xã Đà Lộc. Thì món ăn chết trong đây thì có ba món ăn: canh chua cá đồng này trước, món ăn cơm truyền thống và cơm gà lúa mình đã. Còn cái đây là lá sáng xào với cái này. Dạ, đúng rồi, không chưa đủ. Thì sau đây mời ban giám khảo và thành thử và đưa ra kết quả cơ đồ. Rồi, cảm ơn xã Đà Lộc. Xin cho xã Đà Lộc một tràng vỗ tay đi quý vị. Có cái món canh chua rất là tuyệt vời. Và hôm nay thì ban giám khảo thấy có một cái loại nguyên liệu cũng rất là đặc trưng và cũng được đưa vào cái canh chua này. Còn cái cây đậu đỉnh ở ngoài xuống con đậu đỉnh một cây đậu đỉnh cây đậu đỉnh cây đậu đỉnh cái lá nó như thế nào lá tựa như lá cau là giống như lá cau mà nó chỉ như cây lá cau cau như em như mấy người già ăn sao thì ăn vào thì nó mùi mùi nó mềm hơn so với lại những loại măng. Cảm ơn xã Đà Lộc đã đưa cái cũng là thêm một cái việc mở cái hội canh chua ở đất nước văn hóa thuộc của rồi xin cảm ơn. Và cuối cùng là thay mặt đơn vị xã Đà Lộc xin kính chúc ban giám khảo dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công cho chương trình. Xin cảm ơn. Thank you.
Bye.